Bây giờ đó thầy muốn lấy một câu hỏi tiếp, đọc câu hỏi tiếp. Các bạn nào có câu hỏi thì xin hỏi nha, đọc ba câu hỏi tiếp. Tại thời giờ mình còn một giờ đồng hồ để mình có thể hỏi đây. Dạ, xin có câu hỏi là bây giờ con thấy có nhiều người tu theo phương pháp thiền định song tu. Xin thầy cho biết phương pháp này có giúp ích gì cho việc đạt tâm định, việc vãng sanh không? Thiền tịnh hay thiền định? Thiền định. Hả? Thiền tịnh. Thiền tịnh. Thiền tịnh hay thiền định? Thiền tịnh là tiền thịnh. Tu tiền tu thịnh cũng được, không can gì. À, thiền tịnh có nghĩa là như vậy. Thầy tin rằng là mình tu thiền không? Tu thiền và tu tiền bà. Tu thiền không là mình thấy là cũng là mất 10, 15, 20, 30 năm đấy bà chơi. Mà tu tịnh độ không thì mình cũng tất, cũng chuyên tu cũng mất nhiều năm tháng lắm. Thường thường là mình tu không không cái cái mình tức là mình tu không tại đâu đó bạn. Thì thường thường mình nói ồ mình tu thiền tu tịnh cái gì mình tu cả, tu cho đủ là con hộ mà có cảnh này nọ vân vân. Nhưng mà thử hỏi nếu mà bạn mà nói như vậy thì bạn đã quán thông cái phương pháp thiền chưa, hay là đã quán thông cái phương pháp tịnh chưa? Thì mình nói chuyện tình nhiều, thường thường là mình không quán thông gì cả, là mình cứ nói là mình cứ tu hai cái với nhau đó, thì mình có vẻ nói có vẻ hơi nói cho vui. Chứ thật sự ra nếu mà bạn chỉ cần một cái phương pháp không thì bạn cũng giải thoát rồi, một phương pháp tu không giải thoát rồi. Và thầy thì thầy nghĩ rằng đó, là ở đời này đó mình tu thiền tu tình cũng được, tu chung cũng được, không có khó, không có cán gì hết. Nhưng mà nên nhận mạnh cái chuyện là tu toàn diện hơn là pháp môn này pháp môn kia. Tu toàn diện là gì? Là cái tâm lý của mình á, mình phải sống làm sao mà hài hòa với người khác. Cái mặt trí thức của mình á, làm sao mà cái quan niệm mình á, nó càng ngày càng mở rộng. Mình không bị một cái chính thể chính trị đó, nó gò mình vô trong cái sự suy nghĩ. Sự suy nghĩ mình phải ra ngoài cái một cái màu sắc chính trị. Chính trị là cái màu sắc nó đoạn, nó ngắn lắm bác, nó không có dài. Cái ông Einstein đó, khi mà người ta nói ông là làm tổng thống của đất nước Do Thái đó, ông nói một câu như vậy: tôi làm vật lý nhưng tôi không làm tổng thống. Là bởi sao? Bởi vì cái vật lý nó dài lắm, nó sẽ để lại bao nhiêu đời năm về sau nữa. Nhưng mà làm tổng thống chỉ bao nhiêu năm thôi. Tôi không làm chính trị mà tôi chỉ làm cái vật lý. Ông này cũng độc đáo. Tức là cái khả năng đó mà của mình, tâm mình nó càng nghe nó càng mở ra ngoài cái màu sắc nhỏ bé của một cái hệ thống này, hệ thống nọ. Thì cái đó là thầy nghĩ là cái phương pháp tu mà tổng hợp. Cái tâm linh của mình càng ngày, những cái tầng tâm linh là càng ngày là càng mở ra, càng mở ra. Tức là bạn nghĩ tưởng tượng này, cái tâm mình nhỏ như vậy, bây giờ mình càng tu đó thì mình mở ra tâm mới. Rồi càng tu nó mở ra tâm mới hơn nữa. Càng tu nó mở ra tâm mới hơn nữa. Càng ngày cái tâm nó càng bự ra, càng bự ra. Đó là cái cảnh giới mà thiền mà quan trọng nhất của mình, chuyện mình tu. Càng ngày mình tu thì mình càng khai mở ra. Nói một cách khác đó, thì khi bạn nói tu thiền và tu tình đó, thì thầy muốn nhận mạnh rằng đó, nếu bạn mà chuyên tu đó, thì mọi cái phải chuyên tu cho xong, hay là ít ra cho sâu thì bạn mới kết hợp được. Thế nếu bạn nói thiền tình là nghĩa là bạn một ngày thì bạn ngồi thiền chừng 15 phút rồi niệm Phật 20 phút, cái kiểu đó đó mình gọi là tạp tu chứ không phải thiền tình song tu. Tạp tu là gì? Là mình tu một cách tạp nhạp, mình không có một cái phương thức. Cái thiền là có từng bước, từng bước, từng bước, từng bước, từng bước lên. Thành ra nếu bác mà đi 1, 2, 3, 4, 5 bước bên này đó, và tình độ mà đi 1, 2, 3, 4, 5 bước bên này, đi cùng đi như vậy đó, thì thầy nghĩ là bác nên nói xong tu thì thầy đồng ý. Nhưng mà nếu bác chỉ tu là chỉ ngồi niệm Phật rồi, không biết niệm Phật nào có bao nhiêu cái tầng lớp. Mình niệm Phật, mình không biết niệm Phật nào có bao nhiêu cái tầng lớp đó, bao nhiêu cái bước đi đó, thì thật là vô duyên và uổng. Thầy rất buồn chuyện đó. Tức là mình phải có một cái thứ tự, lập 1, lập 2, lập 3, lập 4, lập 5, tỏ từ từ tu hành. Thì nghĩ là thiền tình xong tu nên. Và cuối cùng là sau khi thiền tình xong tu rồi thì mình nên nói chuyện tu tổng hợp, tu toàn diện. Đó là cách mà mình nên tu trong đời này. Câu hỏi, một câu hỏi ngắn mà trả lời nhiều dài chứ. Rồi tiếp tục.
Dạ thưa thầy, tu cách nào thì có thể định trước ngày giờ mình sẽ ra đi? Làm sao Phật và nhiều thiền sư thường nói trước cho các đệ tử lúc nào mình sẽ viên tịch? Hay câu hỏi bạn là tu phương pháp gì vậy? Tu cái gì? Câu hỏi là gì? Tu cách nào? Tu cách nào thì biết được cái ngày mình sắp ra đi? Thì cái câu trả lời là như vậy nè, không phải là tu cách nào mà tu cái trình độ nào đó thì mình biết được là mình sẽ chắc chắn chuyển ra đi. Thì bạn tu cái trình độ level 1 thì bạn không biết, level 2 bạn không biết, level 3 không biết, mà tu trình độ level 7 thì bạn biết cách rõ ràng vô cùng. Cho nên là cái trình độ chứ không phải là cách nào. Cái câu hỏi đặt rất là hay là how. Cái chữ how là hay lắm. Thường thường đó, người ta tranh luận nhau ở cái chữ what. What do you cultivate? Mình tu thiền, tu tịnh, nhưng mà người ta quên rằng là cái how, cái cách mà mình tu đó là quan trọng lắm. Cái how tức là cách tu đó, đó. Thì cách tu vô rồi nó có trình độ. Và cái trình độ nó quan trọng cực kỳ, và không có trình độ nó giống nhau đâu. Trình độ mỗi người mỗi ca thấp khác nhau, và tới một trình độ nào đó thì mình sẽ biết được cái chuyện ra đi của mình. Biết được chuyện ra đi của mình. Và thầy tin rằng là mỗi người mình luôn, cả là thầy luôn đó, là mình cùng nhau nỗ lực đó để mà làm sao mình đạt tới cái trình độ đó. Mình đạt tới cái trình độ đó thì mình thấy vui hơn. Thế còn mình không đạt tới trình độ đó thì mình cũng đáng buồn lắm, cũng khổ lắm. Đó. Thì dù như là cái chuyện thực tế là cái bạn thấy mỗi người mình á, mình nghĩ là mình không có bệnh, nhưng mà người nào cũng có bệnh cả. Bất kỳ người nào mình tập cái gì, tập càng khôn thập linh hay là càng long thập linh hay là tập cái gì rồi cũng bệnh. Tại vì sao vậy? Bởi vì bệnh là cái trạng thái tự nhiên của vũ trụ. Và mình mỗi cái trình độ thì nó có một cái bệnh riêng. Ông trời có bệnh của ông trời, mà con loài người có bệnh loài người, mà có cái bệnh là chuyện bình thường. Mà khi có bệnh làm sao để cho mình tiếp tục tu nữa là chuyện quan trọng. Đó là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai là cái gì? Dạ, thì câu hỏi thứ hai là làm sao Phật và nhiều thiền sư thường nói trước cho các đệ tử lúc nào mình sẽ viên tịch? Tại vì ông trình độ cao, ông trình độ tới rồi, trình độ số 7, số 8 rồi. Rồi tiếp tục. À, xin thầy cho biết quan điểm của thầy về organ donation. Organ donation tiếng Việt gọi là gì hả? Thầy hỏi là cái organ donation tiếng Việt là cái gì? Dạ, con biết rồi. Ok. Cái chữ mình dịch ra tiếng Việt đó thì mình không biết. Bây giờ mình dịch gọi là cái chữ gọi là hiến dâng cơ phận. Cái chữ hiến dâng cơ phận này nó hay lắm. Là bởi vì nó có cái hành động là mình đi cho người ta. Mình hiến dâng, chẳng phải là mình vất cái đó. Bây giờ cái đề tài này thầy có nói rất là thầy phân tích rất là lâu trong một cái bài giảng nào đó. Và nếu bạn mà qua cái driver license của thầy, thầy cũng dán cái cục đỏ đỏ lên ấy, là khi mà thầy mà chết rồi thì bà con họ mổ bùng lấy đồ ăn chay của thầy ra. Đó. Thì mấy bạn biết là như vậy nè. Cái đề tài này là cái đề tài mà cực kỳ độc đáo. Bởi vì đó, cũng như hồi nãy nói là cái trình độ của mình. Đối với cái người mà trình độ số 7 đó, cao đó, thì khi mà chết rồi, cái trong vòng nửa giây thôi, họ ở trong cái quang minh vô lượng như vậy đó, thì bà cắt thịt, cắt mổ, cắt đồ gì đó, họ không có cảm giác nữa, vì họ không còn ở đó nữa. Cái người mà trình độ số 4, số 5 đó, tức là
quang minh có, nhưng mà họ không catch được, họ tiếp tục theo cái tập quán họ. Họ đi vô trong cái cảnh giới mà đen tối, thì trong đen tối đó thì họ thấy được ánh sáng hào quang, hình dạng Đức Phật hiện ra, và họ theo Đức Phật. Thì cái đoạn đó là đoạn 2 của sau khi chết. Cái đoạn 1 là thấy hào quang, cái đoạn 2 là sau khi chết là mình bắt đầu thấy Đức Phật. Thì cái bài này đó nằm trong cái thân trung hữu đó các bạn, phải qua cái DVD thân trung hữu bảo thấy. Thì thấy Phật hào quang mà ra thì mình đi theo đó. Thì giai đoạn 2 thì người đó được giải thoát, cũng được giải thoát, được vãng sinh. Thì cái người đó mà thấy được hào quang thì khoảng là cũng là 5 phút hay là 3 phút, 5 phút sau là họ thấy hào quang, họ đi, không chờ lâu nữa. Nhưng có những người họ lâu hơn, chờ cả 1-2-3 giờ đồng hồ, nhiều khi 1-2-3 ngày họ mới thấy được hào quang Phật. Vì tùy theo cái nghiệp chướng của mình mà. Mình làm cái nghiệp chướng mà càng nặng thì nó càng cover up, mình càng không thấy. Nhưng mà những cái người như vậy đó thì hiện cơ phần đó, họ không bị ảnh hưởng nhiều nữa, tại vì họ trình độ cao. Nhưng mà những người mà leo xeo mình đó, mỗi ngày đó, đừng nói cơ phần, mình nồi cái miếng thịt gà mình không chia cho vợ mình ăn nữa. Thì lúc chết rồi đó thì mình phát cái đại nguyện gì việc đại là tôi hiện cơ phần này nọ, thì là nó cũng không có thanh đó. Người ta vừa mà đụng vô cái thân mình cái là mình đã nhảy đừng lên rồi, mình đã giận dữ khó chịu rồi, mình nói mình mất cái thân là vì người này người nọ. Thành trong trường hợp đó là cái trường hợp mà mình gọi là đau khổ vô cùng, là mình không có trình độ để mình làm cái việc đó. Nhưng mà sau khi mà người ta lấy cái organ mình ra rồi đó, thì trong cái quá trình người ta lấy organ ra rồi, cái người đó mà nằm đó họ đã chết rồi đó. Tại vì là cái cơ phận mình hiện ra, mình cho người ta đó, thật sự đó là cái shock bởi người đó lớn vô cùng. Người ta diễn tả là giống như thứ là núi, như thứ là gió, như thứ là sấm, như thứ là sét, nó xảy ra trong cái tâm thức của người đó. Tại cái thân họ không còn nữa. Nhưng mà trong sự sấm sét đó là bởi vì họ phát cái đại nguyện là cúng dường cơ phận. Cho nên vẫn có chư vị mà gọi là minh vương hay là chư vị Bồ Tát đó hiện ra để mà cứu họ. Thế nên họ đi lên nhưng mà họ đi xuống một cái rụp như vậy nè. Họ không có trình độ đấy, họ dần dự khó khăn, nhưng mà Đức Phật Bồ Tát vẫn có đứng ngay đó để cứu. Và các vị minh vương thì đúng không? Các minh vương là Herukas đó. Các vị minh vương là cứu họ. Thì thường thường những người mà hiện cơ phận đó mà chết trong trường hợp đó, dù họ không có trình độ gì cả thì họ vẫn được cứu như thường. Thế nên nói là cảnh giới sau cái chết. Bây giờ đó, khi các bạn mà có phát nguyện hiện cơ phận đó, thì các bạn phải nên tu đó để mà mình làm chủ. Chứ đừng nên là mình chết cái đúng rồi đó là mình mà tu. Sau khi chết rồi đó, là mình không làm được gì cả. Tất cả cái chuyện mình làm được là ngay bây giờ lúc còn sống. Chết rồi rất là khó tu. Chết rồi đó là chỉ được tiếp tế thôi. Tiếp tế là gì? Bằng cách là người ta niệm Phật. Khi người ta niệm Phật, người ta có thể hướng dẫn cái tâm thức của mình. Cái người nào là người mà có thể hướng dẫn tâm thức của mình? Người bà con mình, các vị thầy mà có lần đã nói chuyện với mình rồi. Người mà có cái năng lực mà đi vô trong cái cảnh giới mà của quả chết đó, mình nói chuyện mình được. Do đó đó, thế nên mình đừng chờ chết rồi mà tu. Mà bây giờ mình tu ngay bây giờ. Để khi mà mình chết đó, thì chỉ một người nào vì mình niệm Phật thôi đó, mà mình có thể vãng sanh liền. Thì do đó cho nên cái chuyện hiến cơ phận đó, cái organ donation đó, là nếu cái người mà tu cao thì thầy đề nghị là họ nên phát nguyện hiến cơ phận, cái đó chuyện tốt. Nhưng mà đương nhiên là các vị tu cao cái thân thể là phải tốt. Nếu mà bác mà ung thư phổi thì bằng nào tôi hiện cái phổi á, hay là tôi ung thư gan tôi hiện cái gan đó, thì là cái chuyện đó nó cũng giống như thứ là mình đi cho cái tủ lạnh mà tủ lạnh hư, không nên làm. Mình phải là con người mình là khỏe mới được, đâu phải khỏe mới được rồi mình đi hiện được bác. Thành ra cái đó là cũng mình cũng nên ngồi suy nghĩ. Và thầy đề nghị chuyện như vậy, nếu mình không hiện đó, cơ phận đó, mà người khác hiện đó, thì thầy học được cái điều này rất là hay. Là khi ngồi bên Hawaii đó bạn, 4-5 người Hawaii ngồi với thầy nói chuyện đó. Còn một người đó thì nói là tôi không thích hiện cơ phận này nọ đủ thứ cả. Người kia là họ đấu lý lại là phải nên hiện cơ phận này nọ. Hai cái người Hawaii kia, một người nam người nữ, là người mà gọi là tu tập rất là cao. Hai cái vị đó ngồi cười nhìn thầy, cười không nói gì hết trơn đó. Xong rồi đó, họ vỗ vai cái anh chàng kia, họ nói, nhưng mà chú không hiện cơ phận nè, chú để cho người ta làm cái chuyện đẹp. Chú không làm được thì chú đừng nên nói.
đừng nên phê bình. Tức là cái điều đó là điều mà làm cho thầy rất là khâm phục, là mình không nói được nhưng mình cứ chê người ta không nên. Tại vì thầy cũng thấy có nhiều khi có bài báo cứ nói là chuyện này chuyện nọ xấu xa nhưng mà cái người đó không làm. Mình chê thì được, mình chê thì dễ lắm, nhưng mình không làm cái chuyện tốt. Thì dù mình nói ô chê chuyện là mình chê là bây giờ mà đem tiền về mà cho mấy người mà bị lục lội ở Việt Nam đó, là tiếp tay cho cộng sản, thì dù như nói như vậy. Nhưng mình chưa bao giờ về tới tận nơi để thấy cái sự đau khổ của người đang bị lục lội cả. Mình chưa thấy bao giờ cả. Mình chưa thấy cái sự lục lội nó khó khăn như nào cả. Nhưng mình ở đây mình có thể công kích và nói rằng ô mày cho tiền là mày tiếp tay cho cộng sản, nhưng mà mình chưa có vào chỗ đó để mình thấy cái đau khổ của người đang bị lục lội. Thành ra cái đó cũng như cơ phận đó, nếu mình không hiển thì mình cũng không nên khuyên người ta đừng có hiển cơ phận. Mình nên nói như vậy để tôi nghiên cứu. Thì cái sự nghiên cứu của thầy thì thầy thấy rằng là cái người mà tu cao thì nên hiển, mà người tu thấp nên phát cái đại nguyện và nên bắt đầu tu là vừa. Bởi vì mình khi mà hiện cơ phận đó thì mình có rớt xuống chỗ này đó, mình cũng không can gì cả, là bởi vì Bồ Tát chư Phật sẽ tới và những người mà họ sống họ niệm Phật đó, mình vẫn có thể tiếp thu được. Cái câu hỏi mà hiện cơ phận này mình lật ngược lại chút xíu, mình nên hỏi là mình làm gì để mà chuẩn bị hướng cơ phận. Câu hỏi đó có vẻ hay hơn. Mình làm gì để chuẩn bị hướng cơ phận đó, thì thầy nghĩ là mình nên trên người mình đó, cho có sức khỏe đồ cái nồi cắn đồ gì cho nó đàng hoàng. Dù có mắt thầy mà cần thị như vậy thầy không có hiến à. Nhưng mà thầy thì có lẽ là gan ruột phổi đồ gì thì cũng còn khá xài đủ được cái này, gân cốt đồ gì xài được đấy. Nhưng mình nên tập cho nó khỏe người, và thứ hai nữa là mình nên tập niệm Phật, nên tin tưởng vào Đức A Di Đà. Mấy bác biết đó, khi bác chết đó, năm vị Phật sẽ hiện ra trong lúc mà cái thời gian mà giai đoạn mà vừa quang minh mà vừa hiện ra rồi đã biến mất rồi đó, thì đi qua cái giai đoạn thứ hai là mỗi vị Phật sẽ hiện ra. Cái vị Phật mà hiện lên đầu tiên trên cao cả đó thì gọi là, xin lỗi, trung ương đó, gọi là Đại Nhật Như Lai. Cái vị Phật bên tay phải đó là phía đông đó là tên là A Súc Bề Như Lai. Cái vật phía nam đó gọi là Bảo Sinh Như Lai, cái vật phía tây đó gọi là A Di Đà Như Lai, và cái vật phía bắc đó gọi là Bất Không Thành Tựu Như Lai. Còn năm vị Phật hiện ra, người ta gọi là trong năm ngày, nhưng thật sự ra là năm cái cảnh giới của tâm. Thì cái Đức Phật mà A Di Đà hiện ra đó là thật, là cái chuyện thiệt, và do đó cái lý do tại sao mà ngày hôm nay đó người Tàu cho đến người Tây Tạng đó, người ta vẫn niệm A Di Đà Phật là bởi vì người ta biết rằng Đức Phật A Di Đà hiện ra trong lúc chết. Mà do đó tại sao các bạn niệm Đức Phật A Di Đà là bởi vì Ngài sẽ hiện ra trong lúc chết. Nhưng mà có những vị Phật khác sẽ không hiện ra trong lúc chết, khi bạn chết bạn không gặp những vị đó. Bây giờ nếu mà cái tôn giáo khác đó thì cái vị Phật đó tức là những cái vị thánh mà hiện ra, tùy theo cái văn hóa của mình đó, mà mình sẽ thấy những cái vị Phật đó mà thôi. Văn hóa của mình, nếu văn hóa của Thiên Chúa thì thấy cái vị đó là vị thánh khác, mà nếu văn hóa Hồi giáo thì thấy những cái vị đó là vị thánh khác. Nhưng mà cái quan trọng là nó có cái phương vị đó, tức là cái nắm cái trạng thái của tâm thức của mình hiện ra. Thì mấy bạn thấy đó, ở đây là phóng đại cái vị có một vị Phật ở đây hiện ra. Mỗi cái vị Phật là điều là có một cái phương vị của nó, tức là một cái chỗ trong tâm thức của mình, nói cách khác. Bây giờ đó, đối với cái người mà cái phóng đại mà tan rã thì cái chuyện quan trọng nhất là mình phải tu cái niệm căn, mà tu cái tình thương, tu cái luân xa số 4, tu tâm niệm như vậy. Thì làm sao mà tu cái này bây giờ? Thì mình nên tu cái lòng quan hoài, tôn trọng mà không có control, không có khống chế. Mình làm cái đối tượng của mình thương đó được trưởng thành, giống như bạn thấy cái cây mà, hoặc cầm cái cây mà để cái cây nó mọc lên. Cho mình có vài vò cái cây, mình thương cái cây thì mình phải làm sao mà cây cho mọc lên, bỏ vào trong đất, trồng cái cây ra lên. Mình tập tha thứ, mình tập bao dung và tập thoáng. Cái chữ thoáng này việc hóa là bởi vì nó là một cái
trạng thái của cái tâm thức mình thoáng ấy, là mình ngồi với người ta mình thấy không ngạt thở liền. Cái người đó mình thấy là mình nói cái gì đó họ cũng có thể tha thứ được, họ ok được cả. Nhưng mà người không thoáng là mình ngồi hồi đó mình thấy chán, là bởi vì ngồi hồi đó họ cứ tìm chuyện lỗi lầm này chuyện lỗi lầm kia, là họ bắt đầu chọt mình bên này chọt bên kia, rồi bắt đầu tìm hồi rồi là mình thấy là sao mà tại đang ngồi nói chuyện mình để mà ăn thua đủ với mình thôi, chán lắm. Mà thế nên mình thấy không sướng, thế nên là cái tập thoáng giống như là cái bầu không không khí đó, mình thở cái phòng mà nó ngột ngạt vậy, mình cho cái đầu lên mình thở thoáng, cái cửa đóng thì mình mở ra mình thấy gió thổi vào thoáng. Thì khi tập như vậy đó là tập cái phong phong đại, để cho mình khi mình chết đó thì mình không có bị ảnh hưởng làm cho mình bị lung lạc. Bao nhiêu chuyện tới chuyện đi, những người thân người thương của mình đó, bây giờ mình buông tay ra một cách nhẹ nhàng, vì mình không chiếm hữu họ nữa mà mình tôn trọng họ. Bây giờ cách tu, một cách tu đặc biệt nữa là mình nên niệm Phật vì người khác, hy sinh và nhường lại thành quả sự tu hành cho người khác. Cách tu này là cách tu đặc biệt nhất, bởi vì mình nói mình thương một người nào đó thì bạn thấy cái hình ảnh không, mình không muốn cho người đó là bị sụp đổ. Thế nên khi bạn nói là bạn thương ông chồng bạn đó, thì câu hỏi đặt ra là không biết là bạn để bao nhiêu giờ để niệm Phật cho ông chồng bạn rồi. Ý thầy nói là bạn niệm Phật để cho ông vãng sanh, chứ không phải là bạn tu cho ông chết sớm. Mọi người bạn nghĩ quá là bạn thương người nào đó, có phải là bạn niệm tu cho người đó hay không? Nhiều khi mình cái câu hỏi đó nó ngạc nhiên là vì câu trả lời là không, là con niệm Phật cho con vãng sanh thôi. Như vậy thì tại sao mình thương ông chồng dữ vậy, hay là thương bà vợ dữ vậy? Tại vì nếu mình thương người ta, tại sao mình không niệm Phật để mà giúp cho người ta vãng sanh đi? Bây giờ nếu bạn nói cho thầy, con thường thường con niệm Phật để con mong cho ông chồng con vãng sanh cho sớm, cái đó thì cũng không nên hay lắm. Nhưng mong cho ông chồng con khi mà chết thì vãng sanh được đó, thì cái đó đúng. Thế nếu mà dạ thầy, con niệm Phật để con mong cho ông chồng con vãng sanh cho sớm, con tại giả, cái đó hoàn toàn là, đó là hoàn toàn một cái category mới. Không phải cái chuyện mình đang nói đó.